chào các bạn hôm nay ta sẽ buổi thứ ba lập trình cơ bản bài thì đây là ta cũng giới thiệu các bạn cấu trúc điều khiển if à, el if tức là nó rẽ nhiều nhánh nha các bạn rồi là ta bài buổi một bài trước thì ta học một nhánh với hai nhánh còn đây là trường hợp này ta rẽ nhiều nhánh ta sẽ dùng if el if thì đây là cái cú pháp của nó đầu tiên là if trước if biểu thức biểu thức một cái điều kiện đó biểu thức điều kiện đời hai chấm hiển nhiên là các bạn lưu ý là cuối của if là có hai chấm tại tạm gọi câu lệnh tra tại vì nó có con của nó đây này thì những nàng thằng nào là con của nó thì phải táp vô một táp đây là các câu lệnh con của cái if này làm vô một táp rồi tiếp theo là el if biểu thức hai tức là ngược lại cái rẽ nhánh vào cái biểu thức hai cũng thế nhá cũng hai chấm rồi cũng táp vô đây là con các câu lệnh con của cái biểu thức hai này nhá rồi cũng thế nữa các bạn thấy là eo if biểu thức 3 cũng hai chấm rồi cũng táp như thế chấm chấm có nghĩa là cái eo if này có thể là nhiều có thể là nhiều có thể là một có thể là không có cái nào không có cái nào thì nó là if else bình thường còn nếu mà có nhiều thì nó rẽ nhiều nhánh trong đây nè eo if này có thể là có nhiều nhánh nhiều nhiều trường hợp trong đây vậy đó các bạn thấy có chấm chấm là như thế ngoài đây là cái uh, lưu đồ của nó đầu tiên là kiểm tra cái giá trị biểu thức một nếu mà đúng thì thực hiện các câu lệnh con của nó rồi ta thoát ra rồi trường hợp l này đúng không l if như đây ta lại kiểm tra tiếp tương tự như vậy cho đến hết và có cây ta có ví dụ đầu tiên là 3.1 viết chương trình nhập vào số nguyên a có giá trị từ 1 đến 10 rồi xuất ra cách đọc chữ số đó ta sẽ xem ta viết ta sẽ rõ rồi nhé Đầu tiên ta sẽ mở lại cái bài thanh bằng cách là ta quay trở lại màn hình desktop. Các bạn vào Star, đúng chưa? Rồi các bạn chọn vào cái uh, lập trình cái uh, môi trường lập trình bài thanh nhé. Idea của nó. Rồi ra được cái cửa sổ cell này, rồi các bạn nhấn Ctrl N để mở một cái cửa sổ soạn code, soạn thảo để viết chương trình đó nhé. Ctrl N và đây là cái bài của ví dụ 3.1 viết chương trình nhập vào số nguyên có giá trị từ 1 đến n rồi xuất ra cách đọc số đó đây là toàn cục của cái bài toán nó viết như thế đó các bạn nhé để các bạn nhìn bây giờ thầy sẽ viết thầy giải thích chi tiết cụ thể từng cái dòng lệnh đầu tiên là dòng số 3 nhé là thì cũng như mọi khi là mời nhập nè cái input này nó có hai hai cái 2 cái, 2 cái tác dụng thứ nhất hai cái 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 okay, ý nghĩa của nó cái thứ nhất là mời nhập được nè đó đây là mời xuất cái chuỗi này ra sau đó mình sẽ nhập là một chuỗi nhé. chuỗi và khi mình nhập số đó là ký số rồi các bạn do đó mình phải đổi thành số nguyên nhé và gán cho biến n như thế là biến n này có giá trị là nguyên xong rồi dòng tiếp theo là bring ra là xuất ra phần trăm d đọc là phần trăm n đó. thì cái phần trăm n này nè phần trăm n này đó là giá trị bằng bao nhiêu á mình nhập n bằng bao nhiêu trên đây thí dụ bằng năm á thì giá trị năm nó sẽ gán vào cho phần trăm d này đó phần trăm d này số nguyên là phần trăm d nhé các bạn và các bạn thấy trường hợp này nó có một cái đặc biệt là phải một cái rồi có cái n bằng à, một cái nháy đơn xong rồi sát luôn là nháy đơn luôn đó. giống như cái chuỗi rỗng đó. đây là cái chuỗi rỗng vậy đó thì đây có nghĩa là cái gì nhỉ là chưa xuống hàng không xuống hàng Tức là xuất cái này xong rồi chưa xuống hàng Còn mọi lần là ring, ring thôi á Mà mình không có cái này tức là xuất xong là nó xuống hàng Còn cái này là xuất mà không xuống hàng nha các bạn Thì sẽ biết như thế Rồi câu lệnh số 5 Nếu anh tức là trường hợp thứ nhất á Nếu anh bạn nhập là một nè đó Có, hai chấm rồi câu lệnh con là tab vô đúng không câu lệnh con nó tab vô xuất ra là một trường hợp xuất này là xuất xong rồi xuống dầm nha các bạn còn trên đây nè câu số là, số 4 đây là xuất xong rồi nhưng mà không xuống dầm để xuất tiếp cái gì đó ở đây rồi mới xuống dầm sau đó, đây là trường hợp này nè nếu mình nhập là số 1 thì nó xuất là là một rồi tiếp theo dòng lệnh số 7 là eo ít nhé eo ít nếu n mà bạn nhập là hai thì cuối của cái này cũng có hai chấm nha tạm gọi câu lệnh cha vì nó có con nè dòng số 8 là câu lệnh con của eo này Sức là 2 Rồi số 9 là LX Nếu N bằng 3 Thì xuất ra là là 3 Nếu đó N là 4 Ngược lại nếu N là 4 đó, Tức là rẽ nhánh N bằng 4 đó, Thì cũng cuối có 2 chấm Rồi cũng xuất ra 4 Rồi dòng lệnh số 13 nhé LX n bằng bằng 5 nha. 2 chấm đây nè, đó, cuối nó 2 chấm rồi nó cũng xuất ra là 5. Tương tự như thế nha, LF bằng 6 thì xuất ra là 6, LF bằng 7 thì xuất ra là 7, LF bằng 8 thì xuất ra là 8, LF bằng 9 thì xuất ra 9, LF bằng 10 thì ta xuất ra là 10, đó. Ngược lại nè, tức là mình không nhập từ 1 đến 10 mà mình nhập cái số khác. Đó, L là trường hợp cuối cùng mà. trường hợp còn lại đó, các trường hợp còn lại đó, L nè rồi cũng cuối L có hai chấm. Rồi xuất ra là bạn nhập sai đúng không? Tại yêu cầu nhập từ 1 đến 10 thôi. Và đây là toàn cục của cái chương trình ta vừa mới viết xong. Sau đó các bạn nhấn F5 nhé. Nhấn F5 để chạy nó hỏi thì mình nhấn OK. Sau đó các bạn cũng lưu nhé, lưu tên file cho đúng ý nghĩa. Đây là 3.1, không? Bài tập 3.1. Rồi nhớ là đường dẫn cho nó nhé. Các bạn lưu ý, rồi các bạn nhấn lưu. Thì lúc khi bạn nhấn lưu thì nó sẽ chạy chương trình và mình nhập, ví dụ như mình nhập vào là, là số 5 khi mình nhập vào số 5 thì nó sẽ xuất ra 5 đọc là 5 cái số 5 đọc là 5 vậy đó nhé đó là ví dụ 2 3.1 bây giờ ta qua 3.2 à, tạo menu cấp 1 cho phép chọn menu bằng số nhập từ bằng phím ta xem ta sẽ rõ nè, đây đó bài 3.2 nhé tạo menu cấp 1 cho phép chọn menu bằng số nhập từ bằng tím đây nè đây là cái menu đó các bạn nhé sau khi cái menu xong rồi mình sẽ nhập đó, mời người ta nhà chọn món món 1, món 2, món 3, món 4 tức là món một là súp gà món hai là cơm chiên món ba là lẩu thái món bốn là chuột đồng rồi người ta nhập xong rồi mình cũng xét các trường hợp đó trường hợp một thì bạn chọn súp gà ngược lại nếu trường hợp hai thì bạn chọn cơm chiên ngược lại nếu trường hợp ba thì là lẩu thái ngược lại nếu trường hợp bốn là chuột đồng còn cuối cùng á là khác với các trường hợp trên đây thì là ngược lại nha là bạn chọn không đúng món Để chi tiết kỹ hơn nhé đầu tiên là mình xuất ra thực đơn nhé, xuất ra thực đơn, xuất này là nó xuống hàng luôn nhé, xong rồi xuất ra súp gà, xong rồi xuất ra cơm chiên, rồi xuất ra lẩu thái, xuất ra chuột đầm, rồi tiếp theo đây là mình vừa xuất mà vừa nhập cái input này nha, xuất là mời chọn nhóm chọn món một hai ba bốn tức là mình chọn từ một hai ba bốn thôi trong khoảng này thôi, rồi đổi qua thành số nguyên, rồi nếu nè nếu anh n bạn chọn là một thì chọn súp gà đó. Ngược lại thì là nếu mà n bằng 2 thì bạn chọn cơm chiên. Nếu mà n bằng 3, ngược lại nếu n bằng 3 thì chọn là lẩu thái. Ngược lại nếu n bằng 4, bạn lưu ý tất cả các câu lệnh tra cuối của nó đều có hai chấm nha. Còn câu lệnh con thì cứ tap một cái vậy đó. Chuột đồng, eo nè, eo là trường hợp các trường hợp còn lại các trường hợp khác đó đúng không? Thì là bạn chọn không đúng món đó. Sau khi viết xong rồi các bạn nhấn F5 để các bạn chạy chương trình. Nó cũng hỏi mình nhấn OK rồi gõ tên bài tập 3.2 nhé. Nhớ lưu ý cái đường dẫn rồi các bạn nhấn lưu. Thì lúc này nó sẽ xuất ra cho mình cái thực đơn cái menu đó các bạn đó như thế. Rồi mình sẽ chọn mình sẽ gõ vào đây. Ví dụ như bạn nhập vào hai thì nó sẽ xuất ra là bạn chọn là cơm chiên nhé. Đó là ví dụ 3.2 giờ ta qua ví dụ tiếp theo. Ví dụ 3.3 viết chương trình nhập vào tháng và năm in kết quả ra màn hình số ngày của tháng đó đầu tiên là mình khả, mình mời nhập tháng nè đúng không input mời nhập tháng rồi mình nhập nhập xong mình đổi thành số nguyên và khai báo một cái biến tháng ở đây vậy là biến tháng này là kiểu số nguyên tương tự như thế năm cũng vậy nha, cũng là số nguyên rồi khai báo ngày số ngày bằng không thế ngày bằng không mình khai báo vậy là số ngày cũng là số nguyên rồi dòng số 6 nha nếu các bạn thấy nó cũng khá là dài nhé Nếu nè hoặc là tháng 1 hoặc là tháng 3 nhé rồi hoặc là tháng 5 hoặc là tháng 7 rồi hoặc là tháng 8 đáng lý là tiếp tục nhé thì sẽ viết dài đáng lý là câu lệnh nó dài trên đây Tuy nhiên là mình vướng là đúng không Mình muốn cho nó xuống dòng mà coi như vẫn còn trên một dòng trình biên dịch nó sẽ hiểu và vẫn còn trên một dòng mặc dù là mình viết xuống dòng rồi thì mình dùng cái ký hiệu này là các bạn nhé ký hiệu dấu xuyệt dấu huyền vậy nè đó ký hiệu này có nghĩa là mình vẫn muốn viết là trên một dòng nhưng mà do là nó nó nếu mà mình viết tiếp thì nó vướng ra màn hình làm ta không thấy đúng không do đó ta xuyệt vậy để ta viết xuống dưới này điều này có nghĩa là vẫn viết trên một dòng đó các bạn nhé cái này vẫn là dòng 6 với dòng 7 là một dòng thôi để trình biên dịch nó hiểu là dòng 6 với dòng 7 là một dòng. Đó, là biết như thế đó. Còn nếu ta không có cái này thì nó nó báo lỗi đó nha, nó báo lỗi liền. Tại vì nó đặc biệt cái là muốn xuống dòng mà vẫn coi như một dòng thì mình phải có cái dấu này. Đó. Hoặc bằng 8, rồi tiếp theo là hoặc bằng 10, hoặc là bằng 12 thì các bạn biết đây là những cái tháng ta gọi là tháng đủ nha. Tháng đủ thì có 31 ngày đúng không? Do đó là số ngày bằng 31 rồi ít nè, tháng bằng 4 rồi hoặc tháng bằng 6 rồi hoặc tháng bằng 9 hoặc là tháng bằng 11. Đây là những tháng uh, thiếu, những tháng mà có 30 ngày thôi nha. Cuối của nó cũng có hai chấm các bạn lưu ý nha. Rồi mình gắn vô nè số ngày bằng 30. Còn ngược lại là sao nhỉ? Ngược lại tức là tháng 2 đó các bạn nhé. Ngược lại là tháng 2 đúng không? Tức là trường hợp mình phải nhập đúng từ 1 đến 12. Ngược lại là tháng 2 thì ta mới xét nè. Tháng 2 thì là mình phải xét có phải là năm nhuận hay không. Năm nhuận thì nó có 3 điều kiện nha các bạn nhé. Năm nhuận thì có 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là năm chia hết cho 4. Và năm không chia hết cho 100. Điều này mình phải nói thuận miệng như vậy là năm không năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 nhé Tại vì các bạn thấy nó có cái đóng ngoặc của cái thằng này đó mở mặt của thằng này nè mở mặt ít là riêng rồi ít là mở mặt đầu tiên và ít đóng mặt cuối cùng đây rồi nhé rồi cuối nó có hai chấm rồi trăm đây các bạn thấy có mở mặt đây nè mở mặt đây và đóng mặt ở đây điều này có nghĩa là hai hai điều kiện một và điều kiện hai này nè là, là cùng một vé đó, cùng một 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 cái phép nhé. Và phép và đây nha các bạn nhé. Tức là ta đọc như sau, 5 nhân là 5 chia hết cho 4, nhưng ở đây là và nhưng mà phải đọc là nhưng nhé. Nhưng không chia hết cho 100. Đó là xong một một vé rồi. Hoặc nè, hoặc nè hoặc 5 chia hết cho 400. Vậy là có 3 điều kiện nhé các bạn nhé. Ba điều kiện điều kiện thứ nhất là chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 nha hoặc là chia hết cho 400 đó điều kiện như thế là năm nhuận năm nhuận tháng 2 năm nhuận thì có 29 ngày nha rồi ngược lại ngược lại là các bạn thấy nó giấm hướng này giấm đúng ngay đây tức là ngược lại là không phải là năm nhuận đó thì là số ngày tháng 2 mà không nhuận thì có 28 đó. sau cuối cùng ta xuất ra nhé ta xuất ra thì các bạn thấy là tháng này nè cái giá trị tháng này bằng bao nhiêu thì gắn cho cái phần trăm d đầu tiên rồi cái phần trăm D tiếp theo ở giữa này nè là lấy giá trị của năm đó, năm giá trị chỗ năm là bằng bao nhiêu á thì nó gắn cho cái phần trăm D ở giữa này. Rồi cuối cùng cái phần trăm D cuối cùng này nè là lấy giá trị của thằng số ngày, tức là số ngày bằng bao nhiêu á, giá trị là bao nhiêu á thì gắn cho cái phần trăm D chỗ này đó. Rồi các bạn sẽ nhấn F5 nhé để mình chạy chương trình. hiển nhiên mình nhấn ok rồi mình gõ bài tập 3.3 đây đây các bạn nhập tháng, ví dụ các bạn nhập tháng 5 năm 2020 đúng không? Là cái tháng này nè, tháng này thì nó sẽ có 31 ngày. Các bạn thấy nó xuất ra nè, tháng 5 năm 2020 có 31 ngày. Ta qua ví dụ tiếp theo nhé. 3.4 viết chương trình nhập vào ngày tháng 5, kiểm tra xem ngày tháng 5 đó có hợp lệ hay không. Lúc này ta có thêm một cái biến ngày nha, mình nhập nè, nhập theo biến ngày đó. Nhập thêm biến ngày. Sau khi ta nhập biến ngày xong rồi Ta nhập biến tháng Rồi nhập biến năm Rồi nếu nè Nếu mà ngày nhỏ hơn hoặc bằng không Tại vì ngày mình tính ngày là bắt đầu ngày 1 đúng chưa Không có ngày không Cái thứ hai là mình tính năm là năm sau con nguyên Tức là năm 1 đúng không Không có năm số 0 Vậy đó Do đó mình kiểm tra nếu mà ngày nhỏ hơn bằng không hoặc năm nhỏ bằng không là mình xuất ra không hợp lệ. Rồi bây giờ ta eo ít nè, nha ít ta mới kiểm tra tháng tháng 1 nè tháng 3 tháng 5 tháng 7 tháng 8 rồi các bạn nhớ cái xuyệt này nhá Xuyệt này thay vì các bạn viết luôn lên trên đây nhá dòng số 8 dòng số 9 viết trên luôn trên đây mình muốn viết thành hai dòng mà trình biên dịch nó vẫn hiểu một dòng thì các bạn lưu ý có dấu xuyệt này nhé và đây là những tháng này ta gọi là tháng đủ nha các bạn nhé tháng đủ là tháng có 31 ngày thì nếu rơi vào trường hợp tháng đủ mình phải kiểm tra nếu mà ngày lớn hơn 31 có nghĩa là không hợp lệ đúng chưa còn ngược lại thì là hợp lệ. Rồi tiếp theo ta kiểm tra eo này là eo ít này là của ngược lại của rẽ nhánh của cái dòng lệnh số 8 trên đây. Nó là một cái rẽ nhánh của cái dòng số 8 đây. Eo ít tháng trên đây là tháng đủ có 31 ngày. Còn bây giờ ta kiểm tra là tháng thiếu là tháng 4, tháng 6, tháng 9 hoặc là tháng 11. Tháng thiếu thì có 30 ngày. Đúng? Và ta cũng kiểm tra nè. Nếu Lớn hơn 30 ngày có nghĩa là không hợp lệ Ngược lại là hợp lệ Rồi LF Trường hợp này là của tháng 2 đúng không Kiểm tra nếu tháng 2 Rồi ta cũng kiểm tra lại năm nhuần Năm nhuần thì các bạn lưu ý có 3 điều kiện nha Chia hết cho 4 Nhưng không chia hết cho 100 Hoặc là chia hết cho 400 Nếu mà là năm nhuần Nếu năm nhuần thì lại kiểm tra Tại năm nhuần tháng 2 là có 29 ngày Nếu mình kiểm tra nếu mà ngày lớn hơn 29 Thì mình xuất ra là không hợp lệ ngược lại là mình xuất ra là hợp lệ rồi đây là ngược lại với cái gì nha ngược lại với lại kiểm tra là năm nhuần các bạn nha các bạn thấy giống đúng vị trí này, này. đã đúng đúng vị trí này đó nó có cái cấp bậc của nó có cái cấp bậc của nó y chang vậy đó giống đúng vị trí này nha các bạn lưu ý nha cái tab nó rất là quan trọng đối với lại bài thanh nha các ngôn ngữ lập trình khác cũng thế các bạn nên uh, nhấn phím tab để mình xác định được cái cấp bậc thứ bậc của nó eo này là của ngược lại với ít này nè là không phải là năm nhần nếu mà năm nhần, không phải năm nhần thì tháng 2 nó sẽ là 28 do đó mình kiểm tra nếu anh ngày này là lớn hơn 28 có nghĩa là không hợp lệ ngược lại thì là hợp lệ còn cái eo này nha eo này là ngược lại của các trường hợp rẻ nhánh phía trên nhé có mấy cái trường hợp là 14, 19 Eo đây là mình không nhập là từ tháng 1 đến tháng 12 Mà nhập tháng 13 chẳng hạn Thì thông báo là không hợp lệ đó. Sau đó mình sẽ nhấn F5 chạy chương trình đó, Đây là toàn cục của cái code suột code mình viết như thế đó Mình có thể gấp lên nha các bạn nha Cái cái con của if, con của eo mà có một dòng lệnh thôi Mình có thể gấp lên như thế nhé và các bạn nhấn F5 rồi các bạn cũng nhấn OK rồi lưu 3.4 rồi các bạn lưu và các bạn nhập nè 23 tháng 5 nhé 2020 thì nó báo là hợp lệ rồi các bạn có thể chạy để kiểm tra các trường hợp còn lại nhé nếu mà trục giặc gì có thể các bạn gửi về cho uh, chương trình để thầy uh, phản hồi cho các bạn nhé rồi do cái uh, cái cái uh, if eo này là if eo rẻ nhiều nhánh này thì cái bài tập nó lồng ghép ở trong những cái bài tập của khác của cái uh, cái cái chủ đề khác do đó là khi đến chủ đề nào mà cần xài đến cái uh, if eo if eo này nè thì uh, thì sẽ nhắc lại do đó là ta không có bài tập làm thêm nữa. tuy nhiên là các bạn nếu làm lại hoặc có cái bài tập nào đó tương tự các bạn trục chặt gì các bạn có thể phản hồi lại nhé thì sẽ giải đáp cho các bạn càng sớm càng tốt à, phần trình bày của thầy đến đây kết thúc thân ái chào và hẹn vào cái buổi tiếp theo